Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương Phước Sơn phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung chính sau sẽ có trong chương trình hôm nay. Phước Sơn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Công đoàn điểm tựa cho người lao động. Ký ức cồng chiêng, linh hồn không gian văn hóa, Bờ Nòng. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn Lê Quang Trung vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự án liên kết sản xuất tiêu thụ lúa hữu cơ tại xã Phước Năng, Phước Mỹ do Trung tâm Khoa học Công nghệ Miền Trung thực hiện. Dự án liên kết sản xuất tiêu thụ lúa hữu cơ tại xã Phước Năng, Phước Mỹ nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho bà con nông dân về lợi ích kinh tế của việc liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm, có ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất sản phẩm theo quy chuẩn chất lượng, có liên kết từ đầu vào đến sản xuất và đầu ra, bảo đảm tính ổn định và phát triển nông nghiệp bền vững, thay đổi tư duy tập quán sản xuất nông nghiệp tự phát, đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về đất đai, con người, truyền thống sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế của nghề sản xuất lúa nước, giúp cho bà con nông dân xóa đói, giảm nghèo bền vững. Huyện Phước Sơn vừa đánh giá tình hình triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023. Mặc dù các cấp các ngành đã triển khai quyết liệt, nhưng tiến độ thực hiện các dự án còn chậm. Từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị xã chưa hoàn thiện hồ sơ, phương án để các phòng ban của huyện góp ý thẩm định. Đối với dự án lần này, hầu hết các xã đều chọn hỗ trợ cho người dân con vật nuôi là bò, heo đen, heo trắng. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc tìm nguồn cung ứng, vừa đáp ứng đủ số lượng vừa có giá cả phù hợp. Lãnh đạo huyện Phước Sơn đề nghị các đơn vị cần khẩn trương hoàn thành phê duyệt các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và các nhiệm vụ khác thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định. Có phương án tập huấn hướng dẫn cho các cán bộ xã phụ trách làm hồ sơ đầy đủ đúng theo yêu cầu. Kịp thời giải quyết các vướng mắc tồn động trong thực hiện kế hoạch giải ngân vốn nhằm giải ngân hiệu quả để nhanh chóng hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Hội nông dân huyện Phước Sơn vừa tiến hành đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển. 126 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.770 hội viên nông dân toàn huyện về dự đại hội. Nhiệm kỳ 2018-2023, cán bộ hội viên nông dân toàn huyện đã phát huy truyền thống cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 34,67%, bình quân mỗi năm có trên 2.200 hộ đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Toàn huyện có 12 tổ hợp tác, 3 hợp tác xã hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất kinh doanh, chế biến. Nhiều sản phẩm của hội viên nông dân như heo đen sấy khô, cao chanh đường phèn, gạo ba ton Phước Sơn, sâm cau khô Phước Sơn được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa OCOP. Cũng 5 năm qua, Hội Nông dân huyện Phước Sơn còn hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn thông qua các hệ thống ngân hàng trên địa bàn huyện và quỹ hỗ trợ nông dân với số tiền hơn 111 tỷ đồng, qua đó tạo điều kiện cho hội viên nông dân được tiếp cận, hưởng lợi vươn lên làm giàu. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đại hội bầu 20 đồng chí vào ban chấp hành, đồng chí Vũ Đình Cuối tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phước Sơn khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Mới đây, huyện đoàn Phước Sơn phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chiến dịch tình nguyện hành quân xanh năm 2023 tại xã Phước Đức. Tại đây, đại diện huyện đoàn và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao 30 phần quà cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trao biểu trưng sinh kế cho 2 thanh niên nghèo. Dịp này còn có các hoạt động như tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống ma túy cho cán bộ và đoàn viên thanh niên huyện, hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử VNEID, thăm tặng quà cho 4 người có uy tín trên địa bàn và ra quân thi công công trình hàng cây thanh niên với 50 cây sao đen được trồng tại thôn 2 xã Phước Đức. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức, với nhiều cách làm hay, chương trình mới trong tổ chức hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023, Liên đoàn Lao động huyện Phước Sơn đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích cho đoàn viên, người lao động, góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, là điểm tựa đáng tin cậy cho người lao động.
ngôi nhà mái ấm công đoàn của chị Hồ Thị Thắm, đoàn viên công đoàn trường mẫu giáo Họ Mi, xã Phước Đức, được xây dựng vào năm 2021. Ngôi nhà được xây dựng trên nền đất gần 100 m² do bố mẹ tặng. Nhà thiết kế mái tôn, nền lát gạch men, tổng kinh phí xây dựng 200 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 45 triệu đồng từ nguồn quỹ mái ấm công đoàn. Số tiền còn lại chị vay mượn và người thân đóng góp giúp đỡ. Có được căn nhà như một giấc mơ, chị rất vui và hạnh phúc. Thì khi mà lại làm nhà xong rồi thì bản thân em thực sự rất là vui và phấn khởi. Từ cái nhận được sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động thì nhà em là được có chỗ che nắng che mưa. Ba mẹ con em là thực sự rất là hạnh phúc, rất là mừng. Đồng thời là ba mẹ con em là cũng như bản thân em là an tâm công tác và có động lực để mà hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cũng như là trong cái cuộc sống là chăm sóc và giáo dục và con cái nên người. Được sự quan tâm của Liên đoàn Lao động tỉnh, 5 năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Phước Sơn đã tiếp nhận và hỗ trợ xây dựng 11 nhà máy ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 495 triệu đồng. Với sự hỗ trợ này đã tạo động lực, nguồn lực góp phần giúp đoàn viên xây dựng máy ấm cho mình và gia đình. Nhiệm kỳ 2018-2023, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động huyện được phát động sôi nổi mạnh mẽ. Hoạt động công đoàn đã hướng về cơ sở, đáp ứng nguyện vọng của công nhân viên chức lao động, tạo sự gắn bó giữa công nhân viên chức lao động với tổ chức công đoàn. Vị thế của tổ chức công đoàn được nâng lên, xứng đáng là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên. Vườn keo công đoàn này nó thì nó cũng thấy cũng có ích cho công đoàn, đặc biệt để có quỹ để hoạt động trong công đoàn, để đẩy mạnh cái phong trào của công đoàn ngày càng phát triển. Thứ hai nữa là cái gây quỹ công đoàn á, thì cái vườn keo này là cũng giúp cho những đoàn viên gặp khó khăn để giúp đỡ. Thứ ba nữa là về cái cũng giúp cho đoàn viên có động lực tham gia các phong trào cũng như là trong cái thi đua của cấp trên phát động. Thì trong cái chương trình thi đua thì phát động theo năm, cũng theo từng cái chuyên đề. Tuy nhiên thì qua mỗi cái phong trào thì đều đánh giá sơ kết, tổng kết, đánh giá như vậy thì có cái sự thi đua với nhau đó càng ngày càng mạnh hơn. Đối với công đoàn cơ sở càng ngày càng nhìn nhận rõ các vấn đề ở chức năng nhiệm vụ của họ, để góp phần cùng với thủ trưởng của đơn vị, trước hết là thủ trưởng của đơn vị thực hiện hoàn thành tốt cái nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho cái cán bộ đoàn viên cũng như người lao động tại dưới cơ sở. Nhiệm kỳ mới bắt đầu với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, hy vọng rằng Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh từ huyện đến cơ sở, góp phần quan trọng cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương sớm thoát nghèo và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, lật ngửa cồng ra, đổ cho đầy rượu, lật ngửa chiêng ra, sắp thịt cho đầy. Mời Giang về. Điệu dân ca Pnong thoáng nghe bên đồi vùng thác Đắc Gà, huyện Phước Sơn đã gợi mở về một ký ức cồng chiêng linh hồn của không gian văn hóa Pnong ở vùng núi Quảng Nam. Cồng chiêng của người Pnong gồm 3 loại hình khác nhau: bộ cồng chiêng 12 chiếc, bộ chiêng bằng 6 chiếc, bộ chiêng bằng 4 chiếc. Cả 3 loại cồng chiêng đều được sử dụng trong các nghi lễ và khi đánh đều ở trong tư thế đứng, di chuyển theo vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ. Riêng bộ cồng chiêng 12 chiếc thì có thể đánh ngồi trong trường hợp không có các nhạc cụ phụ họa hoặc múa đi kèm, như cách đánh của dân tộc Bana Ede ở Gia Lai. Kể cả như cồng chiêng, ngày xưa là tuổi trẻ là sau khi cuộc vui này nọ là cho con nít để chơi, học tập cho, chỉ cần mấy lần là thành ra họ quen, họ biết. Lâu lâu tổ chức lại ngày hội này là cũng là rất có ý nghĩa để ôn lại vừa bản sắc vừa cái nền âm nhạc cồng chiêng.
Hôm nay huyện Phước Sơn tổ chức cái lễ hội Tết Mùa thì bà con có ra tham gia. Đây là một cái đợt để cho bà con ra nhân dân ra giao lưu học hỏi, rồi mục đích là để bảo tồn các cái giá trị văn hóa dân tộc của người Gia Tiên. Thì cùng với đó nó là để lưu giữ các cái truyền thống văn hóa, rồi là bày dạy cho con cháu sau này để lưu trữ những cái nét đẹp văn hóa của người Gia Tiên. Đối với đồng bào Pơ Nông, cổng chiêng là hàng hóa có giá trị vì từ xa xưa họ đúc cổng chiêng bằng tiền đồng. Một bộ chiêng cần lượng tiền đồng rất lớn để làm nguyên liệu nung chảy. Về sau khi có sự lưu thông trao đổi giữa miền xuôi và miền ngược, đồng bào trong vùng mua cổng chiêng của các thương lái người Việt hoặc có khi xuống vùng giáp danh đồng bằng để mua, đổi sản vật. Họ thường xuyên đi nhiều người để thử chiêng và để bảo vệ loại hàng quý hiếm. Vâng thì ở đây còn lại một số cụ già cả cũng truyền đạt lại cái điệu múa truyền thống cũng như là dỗ ông bà hoặc là lúa trăm để mà bảo lưu lại những cái truyền thống tốt đẹp ấy. Không khí thì rất là nhộn nhịp, rất là vui mừng để mình giao lưu lại với các xã bạn 12 xã thị trấn để mình tìm hiểu thêm cái truyền thống của địa bàn huyện Phước Sơn. Trang phục các cái nghi lễ, lễ cưới hỏi, lễ cúng lúa trăm, một số cái nghi lễ khác và gắn với cái văn hóa của địa phương, mà gồm các cái liên quan tới cái ngôn ngữ, liên quan tới trang phục, liên quan tới các cái sinh hoạt thường ngày của người Bơ Non trên địa bàn Phước Sơn. Và qua đó thì cũng qua phát triển văn hóa đó được bảo tồn mà phục dựng các cái giá trị truyền thống để mà lưu giữ bảo tồn, cũng góp phần vào cái việc liên quan tới sưu tầm phục dựng, rồi sau này về lâu về dài thì cũng là gắn vào các cái hoạt động du lịch của địa phương liên quan tới văn hóa. Liên đối với những người dân già thì hiện nay là huyện Phước Sơn đang lưu ý cái việc bảo tồn bằng hình thức là truyền dạy, bằng hình thức truyền miệng. Người nhân già thì chuyển giao kinh nghiệm cho người nhân trẻ, và thông qua cái ngày hội lần này cũng là một cái dịp để mà các người nhân trẻ để mà học tập kinh nghiệm của các, để biết được các cái hình thức, các cái nghi thức của đồng bào mình, và đó cũng là một cái phương pháp để mà lưu truyền cho thế hệ mai sau. Tiếng cổng chiêng Pơ Nông không chỉ hàm nghĩa là âm thanh của nghệ sĩ mà còn ẩn chứa trong nó âm hưởng của hồn thiêng sông núi, đánh thức sức sống cộng đồng, thôi thúc con người tin yêu vào cộng đồng, vào hội sống đang tiến về phía trước. Chỉ lối cho con người đến niềm hưng phấn, tin vào mình và đón nhận hạnh phúc. Theo quan niệm của người Pơ Nông, cổng chiêng có đường tròn biểu tượng cho thần mặt trời, vị thần có quyền lực cao nhất, luôn che chở bảo vệ cho người dân trong cuộc sống hàng ngày. Trang địa phương Phước Sơn phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.